Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của công ty Phẩm Tân Viễn. Chúng tôi giới thiệu về máy trà sàn công nghiệp Hecklin, thương hiệu của Thái Lan. Sản phẩm Hecklin đã được công ty Phẩm Tân Viễn phân phối chính hãng từ năm 2007, đến nay đã được hơn 10 năm. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ cho hãng Hecklin ngày càng phát triển. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn về cách sử dụng máy trà sàn công nghiệp, máy trà sàn đơn của hãng Hecklin. Để nâng hạ cái cần là chúng ta bóp cái tay cầm lên tay phải. Ta có thể nâng hạ dễ dàng từ cao này. Tôi có thể nâng hạ này. Kế đến là hai cái nút màu đen ở phía trên là hai cái nút khóa an toàn. Hai cái nút bên dưới là để khi chúng ta cho máy nó hoạt động, bóp giữ là nó hoạt động. Khi bóp giữ rồi thì buông cái nút khóa an toàn ra. Phía bên tay phải kế bên cái nút nâng hạ cần là một cái nút dàn le, đây gọi là dàn le nhiệt. Mục đích của cái dàn le nhiệt này là hãng sản xuất đưa ra là để bảo vệ cái motor máy hoạt động cho nó an toàn. Ví dụ như máy hoạt động lâu nó bị nóng thì dàn le nó sẽ ngắt, bảo vệ cho motor không bị ảnh hưởng. Phần chứa nước và hóa chất là phần bình màu trắng được gắn kết với cái cần qua cái khớp nối. Cái sợi dây xích này nó nối vào cái tay bên trái là để khi mà muốn xả nước và hóa chất ra sàn thì nó qua một cái dây dẫn nước này, chúng ta bóp lên. Bóp lên là nước sẽ chảy xuống sàn. Nước sẽ chảy xuống sàn. Sau đây tôi sẽ thực hành gắn màn chảy vào để chà sàn cho quý vị xem. Cái gắn màn chảy đầu tiên là máy đang chuẩn bị cái đứng. Ta đặt cái chân vào cái xe. Rồi, lấy cái lực tay đè xuống thì nó mới được. Nếu không thì sẽ không được, ví dụ thế này thì sẽ không được, nó sẽ chặt, không được. Các bạn lưu ý, tôi có thể đứng ngay để cái chân trái bên phải vào bánh xe và nâng nhẹ đó, là máy nó sẽ tự hạ xuống. Tôi gắn màn chảy thì đầu tiên tôi cầm cái cước đưa lên và đưa vào cái lỗ hở, xoay theo chiều ngược kim đồng hồ là máy đã gắn màn chảy xong. Giả sử chúng ta muốn tháo ra, nên tháo xoay ngược chiều cùng chiều kim đồng hồ, nó ngược cái chiều vừa xong ra này. Trái có phải
sử dụng nữa. Áo khi mà trải thì là ra để cho nó không bị hư. Vệ sinh, lấy cái khăn sạch vệ sinh, tuyệt đối là không xịt nước vào motor, lau vệ sinh.